비추고 Khu vực Raytrap Playa là một vùng sa mạc rộng lớn, trống trải, nằm giữa công viên quốc gia thung lũng chết và được bao quanh bởi những vùng đồi cao. Hàng trăm năm trước, khu vực này đã chứa đầy nước, nhưng hiện tại chúng chỉ là một vùng đáy hồ khô cằn, không một sinh vật nào sống nổi. Và khu vực nóng nhất Bắc Mỹ này lại nổi tiếng bởi những hòn đá biết đi, không phải do địa hình dốc hay những hòn đá tròn có thể tự lăn, mà là chúng tự di chuyển bất kể hình dạng sushi, địa hình lồi lõm. Sau nhiều thập kỷ đau đầu, vào năm 2014, các nhà khoa học cuối cùng cũng đã khám phá ra bí mật của chúng. Đó là nhờ băng, gió và mặt trời kết hợp lại thành một nguồn năng lượng đặc biệt, độc nhất vô nhị. Bằng chứng những hòn đá tự di chuyển này, ngoài việc để lại dấu vết trên cát mà các nhà khoa học đã gắn thiết bị định vị GPS lên những hòn đá này và chứng minh được chúng nghênh ngang diễu hành trên mặt đất như một sinh vật thực thụ. Đã có rất nhiều các nhà khoa học trên thế giới vào cuộc. Năm 1948, một nghiên cứu khoa học đầu tiên đã được thực hiện thành công. Ngài Richard Norris, nhà hải dương học tại Đại học California San Diego nói, cứ mỗi 10 năm lại có một nhà khoa học đưa ra báo cáo mới về hiện tượng lạ ở Raytrap, nhưng chẳng ai dựa dẫm cả sự nghiệp khoa học của họ lên mấy công trình nghiên cứu này cả. Nó chỉ là một bí ẩn thú vị trong giới khoa học mà thôi. Ngay từ bé, Norris đã biết tới sự tồn tại của những viên đá kỳ lạ này. Chú ruột của ông là một nhà địa mạo học. Chú ruột của ông là một nhà địa mạo học, nhà khoa học nghiên cứu về địa hình và các quá trình hình thành nên chúng, cũng tại Đại học California San Diego, thường xuyên đưa lớp học tới thăm vùng Raytrap này. Ông Norris và một người anh em họ hàng thường được đi cùng trong những chuyến tham quan đó. Khi trưởng thành, Norris và người bạn của mình đều trở thành những nhà khoa học và quyết định cùng nghiên cứu, hóa giải bí mật về những hòn đá tự di chuyển này. Họ gắn một thiết bị GPS đặc biệt lên một hòn đá mà họ tự mang tới vùng thung lũng chết này. Chính quyền cai quản khu vực này không cho phép họ thí nghiệm trên những hòn đá có sẵn tại đây. Họ lắp đặt thêm một trạm thời tiết gần đó và cứ thế đợi chờ. 2 năm đằng đẵng trôi qua trong sự chờ đợi và không nguôi hy vọng, hòn đá cứng đầu cứng cổ kia cũng chịu di chuyển. Khi mưa đủ lớn và đủ lâu để tạo ra một hồ nước tại khu vực này, nhiệt độ sẽ giảm xuống thấp và hồ nước sẽ đóng băng thành một lớp băng mỏng xung quanh hòn đá này. Mặt trời lên, băng tan, gió thổi khiến cho hòn đá bị đẩy đi trên mặt băng trơn tuột. Nghiên cứu của họ đã được đăng tải trên Blog One, đã giải mã được bí ẩn hàng mấy thập kỷ về hiện tượng hòn đá di chuyển kỳ lạ. Và cuối cùng, các nhà khoa học cũng thôi bực bội về những hòn đá ngông cuồng bất chấp này. Hành tinh xanh của chúng ta là thế giới của vô số loài sinh vật và nhiều loài trong số đó lại mang trong mình những điểm kỳ dị và khác thường. Thú vị hơn là ngay cả những loài tưởng chừng vô cùng quen thuộc nhưng cũng sở hữu những sự thật rất bất ngờ mà bạn có thể chưa từng nghe qua. Dưới đây là những sự thật khó tin nhưng có thật về những loài động vật cực kỳ gần gũi với con người. Dê có giọng địa phương. Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng cũng giống như con người, giọng nói của dê có thể thay đổi tùy theo môi trường và thời gian chúng ở với bầy đàn. Tức là khi dê trưởng thành cùng với các thành viên khác trong đàn, chúng sẽ thay đổi giọng cho giống các con xung quanh. Một cặp sói sống với nhau cả đời. Sói sở hữu một sự thật thú vị trái ngược với bản tính hung dữ và hoang dã của chúng. Một đàn sói thường bao gồm một sói đực đầu đàn và sói cái cùng với các con của chúng. Những con sói lớn tuổi sẽ chăm sóc cho các em của chúng. Có một loài sứa biển sống bất tử. Turritopsid nutricula, hay còn được biết đến là sứa bất tử, là một loài thủy tức thuộc sứa có khả năng tái tạo lại tế bào cơ thể mình bằng các tế bào gốc. Tức là chúng có thể quay ngược vòng đời của mình từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó lại tiếp tục phát triển.
chim cánh cụt trở thành bạn đời của nhau bằng cách cầu hôn. Cũng là một loài cả đời chỉ có một bạn đời giống chó sói, chim cánh cụt còn lãng mạn hơn nhờ có phong tục cầu hôn của mình. Khi chọn vợ, chim cánh cụt được sẽ tặng cho con cái một hòn sỏi như là biểu tượng cho tình yêu của chúng. Voi có nhiều tập tính xã hội khó tin. Voi là loài có cảm xúc, chúng có thể cười và khóc như người. Chúng cũng thường tổ chức lễ chào mừng khi một thành viên trong gia đình quay về nhà sau một thời gian dài đi xa, cũng như lễ tang rất trang trọng cho những thành viên không may qua đời. Bò có bạn thân. Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng bò là loài mang tính tập thể cao và có thể có một bạn thân trong đàn của mình. Nếu bị xa cách khỏi bạn, chúng sẽ trở nên căng thẳng và lo lắng. Lợn biển là nguồn gốc của truyền thuyết nàng tiên cá. Khi kiếm ăn trên mặt biển đại dương, lợn biển thường bị mắt rồng tạo quanh đầu, khiến người ta nghĩ đến bộ tóc dài. Điều này cộng thêm chiếc đuôi cá của chúng đã dẫn đến việc nhiều tay thủy thủ tin rằng họ nhìn thấy một cô gái lai cá, khởi nguồn cho những câu chuyện về nàng tiên cá. Cá voi cũng có bài hát ưa thích. Tại những vùng biển được chia sẻ bởi cùng một số lượng cá voi nhất định, tất cả các con cá voi trong vùng thường hát một bài duy nhất mà chúng sẽ cùng nhau sáng tác tiếp. Nếu bài hát đó đủ bắt tai, nó sẽ được phổ biến sang các vùng biển khác giống như nhạc pop của con người vậy. Khi ấy, các nhóm cá voi khác cũng sẽ học bài hát đó và tiếp tục truyền sang nhóm khác. Con hầu có thể thay đổi giới tính. Hầu sẽ thay đổi sang đực hay cái, phụ thuộc vào giới tính nào đang được cần trong mùa sinh sản. Sang mùa sinh sản khác, chúng sẽ lại thay đổi một lần nữa nếu cần. Sư tử cái thường sống thành nhóm đến hết đời. Các chị em sư tử cái sẽ sống với nhau như tri kỷ cả đời vậy. Sau khi chúng sinh con, sư tử cái con khi lớn lên sẽ ở lại với mẹ và dì. Trong khi đó, sư tử đực sẽ ra khỏi đàn và lập gia đình mới của riêng mình. Cá ngựa đực ấp trứng thay cho cá ngựa cái. Cá ngựa là loài theo chế độ một vợ một chồng. Sau khi cá ngựa cái đẻ trứng, cá ngựa đực sẽ cho những quả trứng đã được thụ tinh này vào trong cái túi trước bụng cho đến khi trứng nở. Ngoài ra, cá ngựa cũng thường quấn đuôi vào nhau khi bơi, giống như con người nắm tay khi đi dạo phố vậy.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.